Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trường Giang Sò Bờ. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Bữa nay trời đẹp, nhiệt độ ngoài trời hiện tại bây giờ là 29 độ C. Nhưng mà một lát nhiệt độ bóng râm khoảng 28 độ C. Một lát tụt xuống còn 19 độ C là mưa bão tới này. Không mưa đâu, bữa nay không mưa đâu. Mưa đây à chứ mưa đâu. Không mưa đâu hết mà mưa ở đây không à. Bây giờ đã là 9 giờ 15 phút ngày 24 tháng 9. Địa điểm tại xã Bình Phú, Gò Công Tây, Tiền Giang. Bữa nay đi hai người, có anh Giang với mình à, còn Tâm thì bữa nay đi đám ma rồi. Đi phụ chôn đám ma. Đi phụ chôn đám ma, nó có cái... Bên đây có cái hang chuột xù nữa nè. Hang này có dấu. Giang đầu bữa nay cũng còn niễn niễn nữa anh Giang. Cái này cái tác hại của việc nhậu quá rồi ngủ võng nằm méo con bên nè. Bữa nay trời quang mây tạnh, thích hợp cho việc đi săn bắt chuột. Giờ rắn mà cũ dữ rồi đó. Giờ rắn, ngày rồi này có thấy da rắn mà rắn da cũ quá. Nhận diện tội phạm không được. Hết nhận diện rồi hả? Dấu trọng hay là dấu mới? Dấu trọng mà còn được nè. Còn được chứ không được mới hả? Nhiều con nó ẩn cư. Đúng không? Ăn no ta no á. Bữa nay đâu lột da nữa anh nha. Có chứ. Phát hiện hang có dấu rắn mà anh Giang đang chuẩn bị để đào. Đây là cái công tác chuẩn bị để đào nè, tại vì bữa nay đi không có quan tâm cho nên tự chặn ngách, tự kiếm ngách chặn lại mới đào được. Có bạn cứ hỏi sao không đào phụ anh Giang, cái người biết mình mới đào còn người không biết đào lạc ngách ha, bắt đâu được rắn đâu. Hàng đi sâu lúc cây luôn.
thông. Thôi ôi, cái bụng binh hết thân vậy. Ủa sao nãy anh đâu có chọt cỏ bên đây anh vậy? Sao còn cỏ con khúc à? Thôi ôi, cái dấu nè. Mày chết vậy tao. Thôi ôi, đã. Dấu ngon thật chứ. Mình đi theo anh Giang nay cả năm mấy cũng rành rành chút đỉnh chứ bộ. Nhìn cái dấu này là hết lần luôn nè. Anh Giang nó khoáng rồi nha. Mày chết với tao. Cái hang đầu tiên. Hang đầu tiên trong ngày hôm nay. Trời ơi, đã thiệt chứ. Bên đây ngược nắng rồi. Thông đi xuống nữa anh nha. Trời ơi, ôi, nó khè lớn ghê vậy. Nó chọt cái lưới vậy. Chọt cái lưới. Ôi, nó khè lớn ghê luôn á. Đã thiệt. Rồi, lấm, lấm. Chạy ra. Ôi, nó khè hết hồn luôn ơi. Ôi. Đào hang mà, đào hang sâu dài mà đi chút cái chọt cây vô nó khè cái vậy cái nó hết mệt liền ha. Chạy. Đó, đó, đúng đúng này. Đó. Đẹp, thu yên thu. Rồi. Con đen thui vô bộ sưu tập. Quá đã. Coi. Đây bây giờ mình đưa cái đầu lên đó nha. Rồi, chút nữa đi, cho rộng rộng lên chút nữa đi. Sấn trúng nó rồi đó anh Giang. Nãy anh sấn trúng rồi. Ôi nó đen ngốc luôn. Quá đã. Trời ơi, bự dữ vậy. Bự mà cái đầu nó nhỏ nhỏ ta. Cái đầu nó không như hổ vàng ha. Mấy con cà bóc mà hổ vàng á. Trời ơi, cái đầu nó chà bá luôn con này đầu nó xíu. Chưa kỳ vậy. Đã chưa. Ủa nó bự này trên ký rưỡi rồi. Bự đá thì chứ nó dài sọc luôn. Dài rồi còn mua khoảng 1m3, 1m4 á. Hết lần. Mọc ha. Là khoảng ngày thứ 6 rồi. Trời ơi, anh sẵn trúng nó nè. Đây nè. Mấy đây nè. Đâu phải đâu. Ủa sao nãy thấy cái thèo à? Nãy thấy cái thèo kìa. Trúng đột trúng. Lưới. Lượm lúa. Mới sáng cái hàng đầu tiên là thấy có gió rồi.
nhìn nó ghê quá. Con rắn này là con rắn độc nha cả nhà, con rắn hổ sáp rất là độc. Này có dùng người ta gọi là rắn hổ đất nè, nó màu đen. Nhưng mà con hổ đất, nếu mà hổ đất rặt thì cái ở cái đuôi này nè, nó có cái khoang màu trắng nữa, nó có màu trắng. Cuối con kênh rồi. Sáng giờ tụi mình cặp mé này đi tới cuối con kênh. Bây giờ sẽ cặp mé bên kia. Cả nhà ủng hộ cho anh Giang, ủng hộ cho nhóm, hãy để lại một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ. Đồng thời hãy comment ở bên dưới. Comment là bình luận á. Xin lỗi cả nhà tại vì mình dốt tiếng Anh mà lâu lâu nhiều khi nó chọt miệng. Một bình luận bên dưới để ủng hộ cho nhóm. Cảm ơn cả nhà. Hồi qua tôi bắt được là cả là chi rưỡi quên đồng rồi. Bị gãy cổ vé. Kêu là thúi cổ vé. Không thấy đồng tính đó anh nha. Gần tới đích rồi sao không đồng tính rồi vậy? Nghi ngờ quá. Hồi nãy rồi ta lẽ ra bên đó mình chạy vòng qua kinh. Thấy nhít gì hết. Em ra này. Trời. Khoảng quang nè, khoảng quang nè. Có khoảng quang nè, sáng mặt sáng ghê. Tại vì mình không có miếng khoảng quang thì mình sử dụng cái này. Là khoảng quang, sáng mặt ghê, sáng ghê. Giờ tới điểm xuất phát rồi. Điểm này nãy bắt được con rắn nè. Rồi có hàng chục xu nữa anh Giang quay lại đào đã nó xảy rồi. Giờ tụi mình sẽ đổ ra về. Có phản quang nào mà mặt sáng ghê không? À, cho nó đẹp trai đâu. Sáng mặt lên cho đẹp trai rồi nè. Một lát tôi phản đòn là chú té rộn cái chú. Chơi phản đòn. Chú ơi, chơi phản vụ an, tôi chơi phản. Phản đem. Tôi chơi phản đòn lọt cái lọt ruộng lát chịu à. Mình thì phải quan lát anh Giang anh phẳng đèm là cái chết luôn. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại ngày mai. Chào tạm biệt cả nhà, chào ngón kia bà bằng tay kia. Phẳng thôi ra chào bưng bà ta kia con mấy ông chú ông chặt nói sao. Chặt với ngón là bắt bài ba lá cho được chín nút hả? Còn để 10 ngón bắt bù không? Ngày mai không biết đi làm gì đây. Chắc kiếm điểm đi bắt rắn nữa quá. Giờ ngoài bắt rắn ra tụi mình chả có biết làm gì hết. Thì câu cá rô rồi bị bà nữa. Mà câu cá rô thì cả nhà không có ủng hộ gì hết trơn. Không có coi, không có xem.